vào mép trong cho đỡ dốc chị ơi. Đi càng vào mép trong càng đỡ, càng cua. Trên này là nó luôn. Nó chỉ lên trên này một đoạn thôi, tí là mình phải đi bậc đấy ạ. Chắc là đoàn mình chị không biết là được 50% lên trên đỉnh hay không. Chị tưởng hoa phải lên nhanh nhẹn nhất chứ để... Trước em đi, em còn hay đi rất nhiều, đi đến cái địa điểm tâm linh, đi Yên Tử, có tháng mà em đi đến tầm khoảng 20 ngày chỉ có đi Yên Tử thôi. Ăn với cả đeo bộ đi Yên Tử. Thế mới khỏe. Cũng mệt phết anh ạ. Đi xong thế về giảm được 6 cân liền. Thực ra là nếu như có dòng người cùng lên thì mình không mệt. Không vội được. Nhưng mà em cũng phải có duyên em mới nhớ chứ. Em nhớ được đấy. Đúng không? Chứ không bình thường ghe này xong rồi nó cũng không nhớ đâu. Tượng ngọc này là tự phát sáng á? Nó có ánh, bởi vì nó là ngọc anh, nên là mình nhìn trong rồi tưởng như phát sáng. Nhìn nó trong ánh hồng thái bậc đấy, bắt đầu lên bậc đấy. Cuối cùng đã lên đến nơi, xem ai vượt được đỉnh. Đây đi núi này à? Đây đi ngoài lên. À. Mình có nghỉ một tí trước khi đi lên không ạ? Lên là lên. Lên là lên. Không bệnh cũng không đi được. Làm gì? Phải lên đi. Mình thấy giảm cân được không? Thằng Ngô à? Hả? Thằng Ngô. Có cái đồng chí lót chắt này đi nhanh rồi. Một tháng không hết 10 cân cái đám thải ấy. Chuyên để xây dựng đường giáo viên. Ở dưới kia là do mời những nghệ nhân nổi tiếng của Ấn Độ, thì trên này là của những nghệ nhân Ấn Độ, 100% là Ấn Độ. Ông trưởng ông vẽ bản thiết kế cho nó thì là họ tự thi công và tự làm, họ phải xây một cái cột đá ở trên kia để di chuyển. Vâng, xong rồi xây một cái cát trong dòng đấy, xong rồi kéo lên. Ấy lên vùng cái này quay nhìn giống Hạ Long này. Đẹp lung linh không? Cây nào chịu được? Cây này là một khe cây xanh cây chiếc. Ấy nhìn mấy quả ấy kia bây giờ giống giống Hạ Long kìa. Mấy cái. Hôm vừa rồi mình đi Bắc Giang. Dạ. Bọn nó bảo là đi Yên Tử à? Ở Hà Nam có Hạ Long trên cạn, mình phải tra. Chả biết gì cả. Lúc này mới về mới tìm kiếm anh. Tìm kiếm. Ở đấy đẹp lắm, đang hoàn thiện đẹp lắm mình. Nó mới tạm thôi. Ừ. Mà nhỏ ngay phủ lý nhưng mà không biết đấy. Đẹp nhỉ, lên như này nhìn. Đây mới là giống cảnh Hạ Long.
công trình ta xây dựng quá nhiều công. À, chắc chắn rồi. Có công thì có người xem mới thu hút được. Này, cô hiện đại này làm này có bao nhiêu thời gian? Nếu mà ngày xưa mà là người không vác tay thì cái gạch lên, đá lên thì thôi rồi vỡ mồm. Ngày xưa bạn mới trưởng thành. Mang bắt dòng dọc lên. Tấn lên đá là 5 tấn liền. Ngày xưa bạn lý trưởng thành làm hoàn toàn bằng tay chứ anh? Tưởng ai gọi mình? Ui. Ôi trời. Một lan can. Ngã một cái là lăn lốp mí kia. Ui ôi. Không phanh. Cái lối này. Không có gì cả đâu, chắc chỉ là một cái nhánh gì đấy thôi. Đẹp chưa? Chị đã qua chưa? Ở đây phải làm một cái dòng dọc là đúng rồi. Bởi vì nó dùng dọc, làm dòng dọc nó kéo đá ở dưới lên nó làm thế này đấy. Làm đã mệt rồi xong mà lại còn nói thì thở mà. Dạ. Đoàn ta còn gần này người lên hơn đúng không? Người đi xuống rồi. Đoàn xe mình đông nhất nhưng mà chắc là được chục người. Bên xe bên nhỏ ấy kìa, bên như mà. Bây giờ không đi nhiều lên đâu ạ. Đấy một loạt đi xuống hết đây. Ba lên rồi. Ba lên nhiều mà đi về đây. Lên đủ hết rồi. Dạ không đủ hết nhưng mà vì đi xuống rồi đây. Nhưng đoàn mình ít người lên nhất chị ạ. Ừ. Cố lên chị. Tưởng thế nào? Ui giời. Quay cảnh này. Cuối cùng đã lên gần đến đỉnh. Chụp cái phát ảnh nhé. Ấy lên đây quan sát xung quanh mới đẹp đây. Dây núi này gọi là gì nhỉ cậu nhỉ? Thất tình. Thất tình à? Thất tình hay thất tình? Thất tình. Sao lại gọi là thất tình? Tình bắt đầu đấy. Ngày xưa có 7, lúc em mới nói nó có 7 ngôi sao sáng ấy. Ở phía đằng sau là ngọn núi có 99 đỉnh. Nó sẽ kéo dài mà chạy về đến luôn Hương Sơn. Bỏ cái áo ra. Ok ok. Chụp cho nó hình hoài. Chụp này chắc chả biết là mình đang ở đâu. Rồi thì bây giờ một. Đây. Đây này. Có được bên này nhá. Rồi lại ạ. Đi đi. Sao mà chụp cái cảnh ở dưới nhỉ? Rồi. Anh ơi, cảnh gì ạ? Chụp ở dưới này nữa này. Một, đây, một người đè đứng lên vai một người. Lấy được. Đấy, được cao chụp chéo xuống. Trèo lên chân kia, đứng chụp xuống thì sẽ được. Đấy có phải live cam của ai đang bay kìa. Rồi tiếp tục hành trình. Ui quá đẹp. Lên lên. Nào thì chị. Bạn dai đứng cho tớ nhờ tí. Cái đứng. Ngã sợ. Đừng mà sợ nhỉ. Cao quá thì. Cao quá thì. Em lạc lối. Ngọng ngọng đẹp. Cái gì?
Thôi lên lên lên. Máy bay ra. Ui. Chân thì làm sao có cảnh. Nhìn thẳng lên nhá. Chưa? Đây này mát thế. Cái này nhớ bao tiền? Cái của anh Smooth à? Vâng. Ủa, phải là cao của nhà mình à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.